Trong Nhà Cách 2 ngày 1 đêm, bạn thân với ai nhất? Thân với lại anh Trường Giang. Hiếu Thai đang đi trên một con thuyền ra đảo với Thái Hàn, cứu Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Dương Lâm, Thúy Phan. Hiếu Thai sẽ cứu ai? Tự cứu lấy mình. Thân với lại anh Trường Giang. Ayo, mình là Hiếu thứ hai và xin chào tất cả mọi người, tất cả độc giả của Điện Ảnh .net. Và bây giờ mình sẽ tới với thử thách của Gấp Lắm Rồi. Let's go. Luật chơi như sau: khách mời có 3 phút để trả lời thật nhanh các lá thăm. Nếu bóc trúng lá thăm yêu cầu bắt buộc thì phải thực hiện. Kết thúc 3 phút, nếu rút được 30 lá thăm trở lên sẽ vượt qua được thử thách. 1, 2, 3, bắt đầu. Dynamic Duo hay bật nhạc lên Dynamic Duo. Hiếu Thai đang đi trên một con thuyền ra đảo với Thái Hàn, cứu Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Dương Lâm, Thúy Phan. Hiếu Thai sẽ cứu ai? Tự cứu lấy mình. Nếu không trở thành rapper mình sẽ làm nghề gì? Nếu không trở thành rapper mình sẽ làm nghề sale. Cắm trại hay resort? Shopping hay ngủ nướng? Hãy đọc câu hỏi xong mà không vấp bắt buộc. Hiếu thích xúc xích, ghét xích mít, thích trái mít, ghét mít ướt, rất phấn khích lúc ráp lớp. Dễ ẹt. Trong Nhà Cách 2 ngày 1 đêm, bạn thân với ai nhất? Thân với lại anh Trường Giang. Bạn có biết lái xe hay không? Biết. Trời ơi. Mẹ của Shinichi trong phim Conan làm nghề gì? Làm diễn viên. Bạn có biết bơi không? Biết. Đồ uống yêu thích của bạn là gì? Bạc xỉu. Không, nước suối. Ngoài tiếng Anh và tiếng Việt, bạn có thể nói ngôn ngữ nào khác không? Mình có thể không. Bạn có thể giải được khối Rubik? Có. Giải được khối Rubik 3x3. Bạn có thể nhảy được thể loại nào? Không nhảy được lấy nào hết. Bạn có dám nghe giọng màu mình không? Marvel, DC, Marvel. Phim Hàn Quốc hay Trung Quốc? Phim Hàn Quốc. Bài hát gần đây mà bạn biểu diễn là bài Vệ Tinh. Series phim truyền hình gần đây nhất của bạn coi là gì? Breaking Bad. Bạn có thể cử động được lỗ tai mình không? Không được luôn. Bài rap đầu tiên mà bạn nghe là gì? Sad Boy của G-Eazy. Trời ơi. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ đội nón màu gì? Cô bé Hoàng Khăn Đỏ là hoàng cái khăn thôi, đâu có đội nón. Bạn có từng gian lận trong bài kiểm tra chưa? Đã từng. Ai cũng vậy thôi, hỏi làm gì? Nhân vật điện ảnh nào mà bạn muốn hóa thân vào nhất? Batman. Hãy đáp một đoạn bằng tiếng Anh, không cử động tay chân và không chớp mắt. Chết cha rồi, mình không biết đáp một đoạn tiếng Anh nào hết trơn á. Bỏ qua được không? Bỏ qua đi. Bạn muốn kết hợp với nghệ sĩ nữ nào nhất? Beyonce. Gà rán hay pizza? Gà rán. Bạn thấy mình giống với nhân vật phim điện ảnh nào không? Mình rất giống với lại Iron Man. Phim hài hay phim tình cảm? Phim tình cảm. Thể mashup Dynamic Duo và cua với nhau không mashup được đâu, mình đã từng thử. Bạn dùng nick ảo để làm gì? Tôi dùng nick ảo để mua đồ second hand. Ok, bao nhiêu câu vậy anh? Anh 9, là em là 30 câu. Tuyệt vời. Mình rất là thích đi mua đồ online. Nhưng mà là mình sợ là khi mà mình lấy nick chính mình nhắn á, là mọi người sẽ tặng. Nên mình ngại lắm, nên là lúc nào mình cũng sẽ lấy mình tạo một cái clone để mình đi mua đồ. Xong rồi nói chung là mua đồ cho nó thoải mái vậy thôi. Tại vì Batman sống được hai cuộc đời, nên là người ta không biết thân phận thật của Batman Live. Ý là đang tới một cái phật khúc nào đó thôi. Có nghĩa là người ta không biết thân phận thật của Batman. Batman vẫn có thể buổi tối thì đi giải cứu, đi gọi là sống vì công lý, chiến đấu vì công lý. Nhưng buổi sáng thì có thể là một người bình thường. Và cái điểm thứ ba là Batman rất là giàu. Tại vì cái Marvel nó coi nó nhẹ nhàng hơn. Đối với em là phim về siêu anh hùng thì nó những cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó dễ coi hơn thì em thích hơn. Còn phim DC nó hơi sâu, nó hơi deep.
khúc đó mình nghĩ không đâu là ai mình nói thôi, chứ là mình không khoe nhạc BNC của BNC nhiều tới như vậy. Mình nếu mà mình thích á là mình thích Ariana Grande. Giờ nghĩ lại thì cho kết hợp với Ariana Grande đi. Còn nếu mà ngôi sao nữ của Việt Nam hiện tại thì mình nghĩ là mình chưa có thể kết hợp với ai hợp hết, nhưng mà là mình hiện tại mình đang rất thích album Linh của chị Hoàng Thị Linh. Thật ra là em chọn tự cứu em là tại vì đơn giản là em gọi là sao ta, khi mà mình làm cái gì mình không tốt á thì mình cứ đừng có tài lanh, mình đừng có cố gắng quá, nếu vậy là mình thành tài lanh tài lẹt. Còn em nếu mà không cứu em thì em sẽ nghĩ là em cứu anh Trường Giang, tại vì anh Trường Giang lớn tuổi nhất, còn mọi người tự bơi được. Ok, thì hồi nãy mình có trả lời là mình giải được Rubik 3x3, nhưng mà mình đâu có nói là mình giải trong bao lâu. Thì chương trình hãy chờ đấy, tôi sẽ giải cục Rubik này trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Lâu lắm mà em không giải nha. Dạ, lỡ mà em làm 5 tiếng thì sao? Tôi chịu thua. Giải được tới 2 tầng thôi. Quên, trời ơi, bởi vì cái kiến thức cho nên nó rất là quan trọng. Lúc nhỏ không chịu học, lớn lên là thành Trần Minh Hiếu. Giải Rubik không được. Ok, và xin chào tất cả độc giả của Điện ảnh.net. Thì mình vừa mới trải qua trò chơi gấp lắm rồi. Mình cảm thấy khá là thú vị. Và rất là tức cái giai đoạn giải Rubik này. Tại vì đáng lý chương trình nên báo trước cho em để em học công thức, em ôn lại. Này một giống như một cuộc kiểm tra miệng mà không có biết trước gì hết trơn. Đó là em hơi thất vọng về mặt chương trình. Còn lại thì tất cả mọi thứ tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này. Và hy vọng là mọi người đang có một ngày thật là tuyệt vời. Bye bye. Bạn nó sẽ lâu hơn là tình yêu. Tại vì tình bạn là có thể đi cùng với mình cho tới già luôn. Còn người yêu thì mình có thể là thay đổi mà thay thế nó đó.